Gã khổng lồ thức tỉnh sau 2 thế kỷ. Từ xa xưa, người Hán đã luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, do Trung Quốc là một nước lớn, có cái gọi là lễ nghi thiên triều, có ý thức duy ngã độc tôn. Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch, tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung Quốc mới là hạt nhân của văn minh. Chính tư tưởng này, người Trung Quốc đâu biết rằng thế giới rộng lớn ngoài kia họ đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào về khoa học kỹ thuật. Từng là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới trong suốt gần 2 thiên niên kỷ, từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 19. GDP của Trung Quốc từng chiếm tới khoảng 1/4 GDP toàn cầu cho đến cuối những năm 1700 và khoảng 1/3 vào năm 1820 khi cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh. Năm 1820, GDP Trung Quốc lớn gấp 6 lần của Anh, nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu lúc bấy giờ, và gần 20 lần GDP của Hoa Kỳ, là một quốc gia còn non trẻ vào thời điểm đó. Và phần còn lại là lịch sử đen tối của người Hán. Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng và 4 nước đế quốc Anh, Đức, Pháp, Nga xâu xé thành miếng bánh ngọt. Sau khi giành lại được độc lập, thống nhất đất nước, Đặng Tiểu Bình đã khởi xướng một cuộc đại cải cách vào năm 1978. Trung Quốc trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, tốc độ phát triển trung bình 10% trong 30 năm tiếp theo và hơn 8% giai đoạn những năm 2000 đến 2020. Để thấy rõ sự khác biệt, chúng ta có thể lấy Ấn Độ ra để so sánh. Năm 1979, GDP đầu người Trung Quốc là $160, thấp hơn con số $210 của Ấn Độ. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã gấp 4 lần Ấn Độ. Để đạt được con số $11,500 vào năm 2021, mặc dù Ấn Độ cũng là một trong những nước phát triển kinh tế cao trong cùng giai đoạn. Giấc mơ Trung Hoa, một lời hiệu triệu của ông Tập kêu gọi tại Quốc hội Trung Quốc năm 2013, nói như là một lời khẳng định đanh thép rằng Trung Quốc sẽ lấy lại vị thế số 1 vốn dĩ thuộc về họ. Để thực hiện giấc mộng này, ông Tập đã thực hiện hàng loạt chiến lược đầu tư, cơ sở hạ tầng, hàng trăm tỷ USD từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đông, hay còn gọi là sáng kiến, một vành đai, một con đường. Mục đích cơ bản ban đầu của nó là biến khu vực Á-Âu thành một khu vực kinh tế và thương mại, đối trọng với khu vực xuyên đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu. Điển hình là tuyến đường sắt xuyên Á xuống phía Nam nối Trung Quốc với Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Gần nhất là Campuchia cũng muốn tham gia vào mạng lưới này. Ngoài ra, thịnh vượng chung cũng là một khái niệm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thoáng qua, có thể hiểu đơn giản là lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Nhưng không phải vậy, mà là từng bước hiện thực hóa về thịnh vượng hài hòa cho tất cả mọi người, mới là ý nghĩa của câu nói theo Tân Hoa Xã. Nó đã được thực hiện hóa vô cùng thực tế bằng cách can thiệp thị trường và hoạt động từ thiện, nhắm mục tiêu một số doanh nghiệp tư nhân thành công bậc nhất đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Nổi bật nhất là đế chế thương mại điện tử Alibaba của tỷ phú Jack Ma. Nhiều quan điểm cho rằng hiện tại Trung Quốc đã vượt qua Mỹ. Nhận định này có thể nhìn nhận chính xác phần nào nếu dựa vào tổng sản phẩm quốc nội GDP tính theo PPP. Trung Quốc đã chính thức vượt qua Mỹ vào năm 2018. Riêng năm 2021, GDP theo sức mua của Trung Quốc đạt 27.600 tỷ USD, vượt trội so với Mỹ đạt 22.900 tỷ USD. Nhưng như thế không là chưa đủ, bởi vì GDP danh nghĩa Trung Quốc hiện tại mới chỉ đạt 15.000 tỷ USD. Theo nhiều chuyên gia cho rằng, họ cần ít nhất tới năm 2028 để bắt kịp Hoa Kỳ với con số 22.000 tỷ USD. Còn xét về mức thu nhập bình quân đầu người, dường như khoảng cách là không thể san lấp. Dù đã đạt được những thành tựu đáng nể phục, GDP đầu người Trung Quốc mới chỉ bằng 1/6 Mỹ vào năm 2021. Có một sự thật hiển nhiên rằng, nếu bỏ qua các yếu tố chính trị, an ninh và lịch sử, một Trung Quốc giàu có, thịnh vượng sẽ mang lại vô cùng nhiều lợi ích cho Việt Nam chúng ta,
trong công cuộc phát triển kinh tế. Minh chứng được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế hai quốc gia. Khi Trung Quốc tăng 3, Việt Nam sẽ tăng 2, nhưng khi Trung Quốc giảm 1 thì chúng ta cũng sẽ giảm 1. Vì thế dù yêu hay ghét, chúng ta cần công minh, công tâm, không nên bị cảm xúc chi phối lý trí. Vì lợi ích dân tộc, nhân dân ấm no, đất nước phồn vinh mới là thượng sách.